Buổi sáng tất cả mọi người, mến chào mọi người đã trở lại với kênh Sơn Trà TV. Thì hôm nay mình xin cùng mọi người tiếp tục đi câu cá giải trí mọi người nhé. Một con sợi dừa đầu tiên các bạn nha. Con thứ hai các bạn nhé, đây là một con mú quạ. Cá này không ăn bằng miệng mà ăn bằng mắt nhé. Con thứ ba các bạn nha. Không đếm các bạn nghe. quá đã. Đây là con thứ tư nha.
con cá thứ 5 các bạn nghe, một con cú quạ, món quạ khá to. Hôm nay sáng nước em câu sướng thật. Con thứ 6 các bạn nha. Là một em sò dừa. Em thứ 7 các bạn nha. Ú quà tầm to. Lấy cái hàng các bạn nha. Một an toàn hả? Cá ăn mà mình không biết luôn. Đây là con cá dấn, con bú gai này. Có mú quạ. Con thứ 10. Con thứ 10 đấy nhé.
lấy hơn, lấy hơn, đu mà lấy hơn hơn. Có gì đó. Thằng nữ bay qua kéo thằng kia luôn. Mà nó có tình huống sống hết. Trời mưa rồi các bạn ơi, trời đang nắng nhưng mà vẫn mưa, có mưa trên đỉnh núi rồi. Thì đến lúc mình đi rồi các bạn. Để mình coi thử là thành quả của mình hôm nay được như thế nào ấy. Xin chào và tạm biệt các bạn. Mong các bạn xem video thấy hay.